Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 41 của Cầu Thúc Truyền Kỳ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Trường 268, tráng sĩ chặt tay. Sáng ngày hôm sau, Lâm Phong còn chưa dậy, đã cảm thấy ở bên ngoài âm thanh nhốn nháo. Dường như là ở bên ngoài có rất nhiều người đang đi lại. Nhưng cái này không đúng. Dù sao, đây là khu náo nhiệt. Vậy mà, tại sao sáng sớm lại náo nhiệt đến mức độ này? Thì có vẻ không ổn. Mấy tháng này Lâm Phong ngủ Đêm cũng nghe thấy có tiếng bước chân đi đi lại lại Tuy nhiên Chưa bao giờ tiếng bước chân đến mức này Tự như là có cháy nhà vậy Lâm Phong cảm thấy tỉnh táo Từ trên đường giường trồm dậy Đồng thời cũng không nhịn được Mở cửa nhìn ra bên ngoài Lâm Phong lúc mới thức dậy liền thấy Tiểu Vương cũng từ hậu viện đi ra Nhảy ra khỏi quan tài vặn vẹo gia hỏa này có thói quen là từ khi không hút máu nữa, hắn làm một cái quan tài nhỏ để ở trong hậu viện. Đương nhiên cái quan tài này cũng không phải là bày lộ ra mà đào ở trong phòng một cái hố đem quan tài chôn xuống. Mỗi lúc trời tối liền dùng pháp thuật đi xuyên qua cái hố, chui vào trong quan tài nằm. Hơn nữa, lần trước được Lâm Phong giúp cho nó lập tức liền mở ra một con đường tu luyện thời gian dài cũng bắt đầu có một chút thành quả mỗi một ngày không cần phải cố gắng tu luyện nữa mà nó bắt đầu bắt chiếc lâm phong là hấp thu nguyệt hoa chi linh buổi tối nằm ở trong quan tài để cho nguyệt hoa chi linh cùng với thái âm chi khí tự tẩm bổ cơ thể tuy nói hiệu suất không có cao như là việc hút máu tu luyện nhưng cũng rất thoải mái trước đó làm cương thi Tôi cố gắng tu luyện là để tương lai có thể một ngày tung hoành thiên hạ, không bị để cho bất kỳ người nào có thể khống chế được bản thân mình. Nhưng trước khác nay khác, hiện tại đã thay đổi. Hắn làm như vậy lại giống như một phương thức tu luyện pháp tướng của đạo sĩ Mao Sơn. Đây chính là điều mà Lâm Phong muốn hướng cho hắn. Đến lúc đó, nó trở thành pháp tướng, canh cửa của Mao Sơn thì ai dám khi dễ hắn? chính là muốn gây gỗ với mao sơn căn cứ theo hiểu biết của tiểu vương từ xưa đến nay căn bản cũng chẳng có mấy người khiêu khích phái mao sơn môn phái lớn nội tình đằng sau lưng có chỗ dựa sâu như vậy có thể ngươi còn chưa tới cửa gây gỗ có khi đã bị chết bất đắc kỳ tử trên đường đi mao sơn không chỉ có đơn giản là đạo pháp trừ ma diệt quỷ còn có cả tử vi đấu sầu bắt đầu thần toán, hoa mai thiên toán, còn có lục hào, đều là những chi nhánh lừng lẫy nổi tiếng trong đạo môn. Nếu như có một cao thủ bói toán, nhân lúc người còn nhỏ, tính toán ra vài thứ, can thiệp một chút, động thủ ở ngay đầu giường của ngươi, điều đó là kinh khủng đến mức độ nào. Đối mặt với yêu ma quỷ quái, không cần nói đạo nghĩa, chỉ cần đánh là được. Đây chính là chiêu bài đệ tử tuyệt đối của Mao Sơn. Người tưởng rằng là người của Mao Sơn sẽ đơn đả độc đấu với người sao? Không có đâu. Mà cả một môn phái Mao Sơn sẽ cùng đấu với người cho đến chết vậy. Nghĩ như thế, cuộc sống của Tiểu Vương từ nay trở đi đảm bảo sẽ tuyệt đối an toàn. Chỉ cần đánh đu chân của chủ nhân là được. Ngay trong nháy mắt, Tiểu Vương mở cửa. Một cái đầu to xuất hiện đối diện với tiểu vương Cho dù là cương thi mà tiểu vương cũng cảm giác trái tim đập bình bịch Cả người không nhịn được kinh hô một tiếng Này, con mẹ đó Liên tục nhảy tăng tăng lùi vào sau mấy bước mới nhìn rõ là người đến Tiểu vương tâm tình không tốt lắm Nhìn lão đầu tử tóc bạc kia bực bội Này, ngươi là ai vậy? Mới sáng sớm không ngủ Ở nơi đây hù dọa người ta sao? có tin là tiểu gia, cho ngươi đến cả quỷ cũng không làm được không. Câu nói này không phải là đùa đâu, đừng có động vào tiểu vương ta, ta mà cắn ngươi một cái thì ngươi trở thành cương thi, lúc đó đến cả linh hồn sẽ không được chuyển thế đầu thai, chứ đừng nói gì là hóa thành quỷ. Nhưng đối mặt với sự khó chịu của tiểu vương, lão già tóc bạc kia vẫn cứ cười cười hơn nữa. Là ngay từ đầu trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười đó. Cho dù là sáng sớm, tâm tình của Tiểu Vương bị quấy nhiễu, nhưng lúc nhìn nụ cười này thì trong lòng cũng không nhịn được, lửa giận giảm đi rất nhiều. Tiểu Vương bỗng nhiên cảnh giác. Ngay sau đó, giống như là nhìn kẻ thù, nhìn lão già tóc bạc kia. Lão nhân này là cao thủ, lúc nào cũng mang theo lụ nụ cười, thông thường là khẩu Phật tâm xà thế nhưng để cho một lão cương thi gạt đi lửa giận ở trong lòng thì đúng là có chút không bình thường khẳng định là cũng phải có tài năng mới làm được này ng ngươi là ai ta cảnh cáo người đó ta không biết người là ai nhưng mà đừng có động đến cửa hàng của ta tiểu ra cũng không ngại nói cho người biết chủ nhân của cửa hàng này là lão đại của ta là một lão đại nổi danh đừng lẫy của mao sơn nó là tất cả những người thế hệ trẻ của tu luyện giới này đều phải kính nể đó là tiểu chân nhân mao sơn đó thậm chí đến cả long hồ sơn tiểu thiên sư ở trước mặt lão đại của chúng ta cũng phải có ba phần à, nịnh nọt đó ta khuyên ngươi đừng có biết không biết tốt xấu mà dây vào danh tiếng của bao sơn ngươi biết không ngươi làm việc phải suy nghĩ một chút đừng có vọng động đó nhìn lão già vẫn cười híp mắt tiểu vương lúc này có cảm giác đúng là đau đầu còn mẹ nó chứ ta nói một hơi dài đến như vậy mà lão vẫn cứ cười như thế là sao kể từ sau khi bị ông chủ thu phục hơn nữa bị xóa đi huyết sát chi khí hấp thu nguyệt hoa chi linh để tu luyện đây là sự biến đổi rất lớn của tiểu vương huống chi mao sơn cũng là một môn phái nuôi cương thi đã lưu truyền từ trăm ngàn năm nay tiểu vương dần dần trở thành cảm giác giống như con người hơn ở trong nội bộ của mao sơn cũng có rất nhiều cương thi tu hành đạo pháp, cho nên bọn họ được coi như là pháp thần của Mao Sơn. Thậm chí, có những cương thi đã tu luyện lên đến đỉnh phong, được coi như là một phần rất quan trọng của Mao Sơn vậy. Có thể thấy, lão nhân này tuyệt đối là rất kinh khủng, là một lão quái vật. Sau khi tiểu vương nói ra hàng loạt những lời cảnh cáo, bảo cho lão đừng có mà vọng động. Lão nhân này có thể đánh bại được lão đại nhà mình hay không? Cũng chưa tính đến, mà điều quan trọng đó là lão đại phải cứu được mình khi lão nhân này động thổ. Lão già kia vẫn híp mắt nở nụ cười, ngay sau đó nói với tiểu vương. <laughs> Người không cần phải lo lắng, lão phu tới, chỉ tìm là lâm tiên sinh thôi còn ngươi thì cứ yên tâm, lão phu lần này tới đây không chỉ có không động thủ đánh nhau, ngược lại là còn muốn đến bội tội với lâm tiên sinh, xin lâm tiên sinh thả thứ. tất nhiên, <laughs> ngươi là hạ nhân nhà lâm tiên sinh, thì cũng nên đi vào báo cho lâm tiên sinh một câu thế nào. sau khi nói xong, lão giả tóc bạc tựa hồ đã có chuẩn bị lên tiện tay nhét cho tiểu vương một cái hạt trâu hạt trâu này có màu huyết sắc lập lòe ánh sáng hết sức diễm lệ thậm chí còn có một loại cảm giác khác thường nhìn hạt trâu đưa qua tiểu vương biến sắc không thể tin được nhìn lão đầu này cái này cái này thứ này quá quý ta không thể nhận trong nháy mắt chạm tay tiểu vương cảm giác được một cỗ nguyên khí cuồn cuộn tràn vào trong thân thể của mình Điều quan trọng là loại nguyên khí này vô cùng thích hợp với cương thi tu luyện. Nguyên khí này bồi bổ thân thể cương thi của hắn mang đến tác dụng vô cùng lớn. Thậm chí còn lớn hơn cả việc người bình thường ăn nhân sâm. Vật này có thể coi là thiên địa tạo tài bảo. Hơn nữa, không phải là thiên địa tài bảo bình thường. Dù sao, vật hiếm thì quý, vật càng hiếm thì lại càng quý. Thiên địa tài bảo có tác dụng với con người thì nhiều, nhưng có tác dụng đối với cương thi thì lại chẳng có mấy. Rất rõ ràng, dùng cách này để tính thì chuỗi hạt châu này tuyệt đối là bảo bối. Dùng một câu nói không khách khí là dùng hàng chuỗi hạt châu này để mà mãi lộ cho tiểu vương. Đó cũng không phải là không được. Tiểu vương là ai chứ? Là quý tộc của tiền triều. Sự tình này chắc hẳn đã từng nhìn thấy rất nhiều đồ vật quý giá như thế. Khẳng định cũng đã từng thấy đến. Tiểu vương hiếp mắt, nhìn chuỗi hạt châu liền muốn quay vào gọi lão đại nhà mình. Không ngờ vừa quay đầu thì thấy tiếng bước chân chuyển đến. Không cần khách khí. Nếu như lễ vật đã đưa cho, ngươi nhận đi. Đồ vật bậc này bất quá là trong thiên hạ cũng không có mấy chứng tỏ nội tình rất thâm hậu. Lâm Phong vừa nói, vừa chắp tay thong rong đi ra. Tiểu vương liền thuận thế nhận lấy chuỗi hạt châu, đeo lên tay. Ông chủ lão đại đã lên tiếng. Vậy thì mình còn cần phải lo lắng gì? Tiểu vương là hết sức hiểu chuyện, lôi về đằng sau mấy bước, giống như là một tiểu thái giám, lặng lặng đi sau lưng Lâm Phong. Hắn vừa lôi ra đằng sau, trong lòng lại đột nhiên giật mình. Nhìn về phía ông già tóc bạc kia, cũng hoảng hốt. Này, là bán thánh. Chẳng phải là, là chủ nhân vừa nói đến cái gì mà bán thánh văn bảo. Đây chẳng phải là loại tồn tại còn kinh khủng hơn cả quỷ tiên trí tôn. Mặc dù quỷ tiên cảnh giới cao, thọ mệnh dài. Thế nhưng bán thánh là một cách khác của tu hành tâm linh. Nhân vật có thể xưng thánh từ xưa thế này đâu có được bao nhiêu đâu nhân vật như văn bảo đơn giản có thể coi như là pháp bảo trong tu hành giới thật quá kinh khủng nghĩ đến đây tiểu vương thầm thở phào vừa rồi mình cũng không quá oai phong với lão đầu kia lâm tiên sinh nói đùa <laughs> chẳng qua là trong gia tộc nhà ta người đông cho nên là có thể kiếm được đồ tốt thế thôi Nghe đến đây, lão đầu làm sao mà không biết. Lâm Phong trong lời đói cũng có bực bội. Lần này trả giá lớn như thế, đoán chừng là không thể không được. Gặp phải chuyện như thế, bảo ai mà không tức. Dù sao mình đã làm sai, tất nhiên đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Bất quá, người đối diện trước mặt mình chẳng phải là người nổi danh lừng lẫy của Mao Sơn hay sao? Là nhân vật được gọi là cuồng nhân trong giới thiên kiêu trẻ tuổi hay sao? Chỉ cần trả giá đủ Hẳn là Cũng đến mức xoa dịu được lừa giận của đối phương Cả hai bên vẫn có thể hòa hoãn Bất quá Lâm Phong không một tiếng động Cứ nheo nheo mắt nhìn Đây dường như là cảnh cáo của Lâm Phong Lão nhân tóc bạc không chỉ nhịn được Lộ ra một nụ cười khổ Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng lợi hại Trường Giang sóng sau để sóng trước Mỗi một lần sóng lại mạnh hơn Hiện tại lão là sóng trước đã tan biến trên bờ cát bất đắc dĩ chuyện này lão vẫn phải là tự mình giải quyết kết quả lão nhân tóc bạc này rất cung kính cầm trong tay một mảnh vải hai tay dâng lên lâm phong <laughs> lâm tiên sinh đây là đơn bồi thường kính mời lâm tiên sinh xem quà lâm phong liếc mắt nhìn lão già tiện tay cầm lấy danh mục quà tặng là cũng rất bếp điều. Hôm qua, ta vừa mới dựng lên hai nấm mộ, bây giờ đã biết đến đây để bồi lễ. Không hổ là đại gia tộc, cũng rất có tiền. Lâm Phong nheo mắt nhìn xuống danh mục quà tặng. Hắn vừa nhìn thì choáng váng. Này, ai à, thật là giàu có đó. Đây là thổ hào trong truyền thuyết hay sao? Lâm Phong ngây thơ cho rằng là những gia tộc cổ đại kinh doanh làm ăn từ ngày xưa Thiên địa tài bảo đã có rất nhiều Thế nhưng hắn không tưởng tượng nổi Lại nhiều đến mức này Danh mục quà tặng từ trên xuống dưới Đều là vàng bạc, châu báu, tơ lụa, thảo dược, linh dược, linh đan Thậm chí còn có cả giấy thượng hạng Mà thậm mỗi một danh mục đều là số lượng rất lớn Những thứ này đủ để cho cả một gia tộc lớn dư xài Mẹ nói chứ, Cổ gia tộc thật là khủng khiếp. Ngay khi Lâm Phong còn đang choáng váng vì sự giàu có, lão nhân tóc bạc phất tay về đằng sau. À người đâu? À khiêng vào. Lời của lão vừa dứt, ở trên phố có vô số người, cao to khỏe mạnh, từng người từng người khiêng những cái dương tới. Sau khi đến gần mở ra xem, nhìn thấy những thứ trưng bày ở bên trong, Lâm Phong bỗng nhìn nhướng mắt, lại có một cỗ thi thể đang nở nụ cười an tường. Người có ý gì? Đây là đang cảnh cáo ta sao? Hàn quang trong mắt của Lâm Phong lóe lên. Cho dù là lão đầu này Tô Vi đã trăm năm, không nhịn được. Khi nhìn thấy ánh mắt này thì toàn thân phát lạnh. Ai không không, là hiểu lầm, hiểu lầm. Lão nhân vội vàng khoát tay để ta giải thích nhìn ánh mắt nguy hiểm của Lâm Phong lão đầu nhìn về cỗ thi thể đây là thi thể của người trong gia tộc đã tham dự kế hoạch vây giết à, còn lại vài tên nhưng bọn họ là người của mạch khác toàn bộ đều đã tự sát Phạm là người có chút dính líu tất cả đều mang đến đây cho tiền sinh không biết tiên sinh có muốn kiểm tra hay không vừa nói lão nhân kia để cho đám người mở ra mấy cái quan tài nhìn bộ dáng của lão không chừng thật sự là muốn để cho lâm phong kiểm tra một phen lâm phong chỉ phất tay bất đắc dĩ thôi được rồi lực lượng huyết mạch ở trong đó ta cũng đã có cảm thấy đúng là tộc nhân của hai kẻ kia lâm phong dùng ánh mắt thâm ý nhìn lão đầu sau đó nhìn về gần một trăm cỗ thi thể không hổ là đại thế gia. Truyền thừa gia tộc khủng khiếp như vậy, làm việc cũng rất quyết đoán. Là trên 100 người, nói giết là giết. Mặc dù nói, ở trong gia tộc, truyền tin ra là bọn họ tự sát. Nhưng những kết quả đến cả trăm người như vậy cũng rất khủng bố. Không thể không nói, những người này ra tay thật sự là hung ác. Quả thật là có tinh thần tráng sĩ chặt tay, chu sát một mạch người như vậy, cho dù là kẻ địch, Lâm Phong cũng không khỏi cảm thấy bội phục. Tốt, đồ vật ta đều nhận, nhưng những thi thể này tốt nhất các người mang về đi. Từ nay về sau, gia tộc của các người và ta không ai nợ ai. Ngươi đi dương quan, ta đi cầu độc mộc, đường ai nấy đi. Hy vọng đừng có va chạm gì. Tiểu Vương, tiễn khách. Sau khi nói xong, Lâm Phong cũng không còn hứng thú, quay vào trong hậu viện. Mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng Lâm Phong trong lòng cũng không cao hứng. Lâm Phong rất nhanh, lên chặt đứt một tia thần niệm loang loáng bám theo mình. Còn mẹ nó chứ, lại còn có kẻ nào dám thả thần niệm theo tao. Lâm Phong còn chưa bước ra khỏi hậu viện, lão đầu bỗng nhiên lên tiếng. À, Lâm Tiên Sinh, à, khoan đã, lão Phu còn có một yêu cầu quá đáng. chương 269 tin tức Lâm Phong đứng lại trên trán nổi gân xanh Sau đó quay đầu khuôn mặt lạnh lùng nhìn lão già tóc bạc Trong mắt lập lòe hàn quang Nếu như đã biết lời yêu cầu quá đáng Ngươi lại còn có thể tùy tiện mà nói ra Người muốn là lấp liếm lầm mộ hay sao Lão nhân thấy bộ dáng của Lâm Phong muốn ăn thịt người như vậy Thì cũng run rẩy Trên mặt treo một nụ cười Đi đến Lâm Phong nói <laughs> là lão phu mạo bội, nhưng là trọng bảo của gia tộc cũng cần phải chuộc về. Hơn nữa đồ vật này lâm tiên sinh không có dùng đến, chỉ bằng là để cho lão phu chuộc về được không? Đây là tổ bảo tổ truyền <laughs> đã truyền lại, cho nên cũng rất khó. Lâm tiên sinh, xin xem qua vật này lão đầu tử làm một động tác lấy ra một danh mục khác ở trong tay đưa lên trước mặt của lâm phong nhìn thấy danh mục quà tặng này cho dù chưa cầm vào tay lâm phong từ xa nhìn thấy cũng biết là rất nhiều vàng ròng bạc trắng và các loại vật tư tài liệu tu luyện trong lúc nhất thời sắc mặt lạnh như sương của lâm phong lại như là gió xuân hòa tan trên mặt lộ ra nụ cười dễ chịu à, vậy mà không nói sớm thả người cứ nói luôn là tiền chuộc đi đỡ phải loanh quanh lâm phòng đỡ lấy tờ giấy ghi danh mục quà tặng khiêm tốn nói Hay, làm như vậy khách sáo quá mặc dù là hắn chết ở trước mặt ta nhưng nói gì thì nói lần này gặp ta và đạo huynh đúng là có duyên với nhau ta cũng coi như là chúng ta tình cảm chân thành thân huynh đệ một chút tiền bạc kia quá dung tục Cái này làm ta rất khó xử đó Còn mẹ nó chứ Các người ra mặt dày Ta cũng thể hiện công phu ra mặt dày Cho dù là tiểu vương là một lão cưng thi Cũng phải công nhận Da mặt của chủ nhân nhà mình quá dày Vừa rồi còn lạnh lùng oai phong như vậy Vậy mà nhìn thấy đống tiền vàng kia Thì đã thay đổi đến 180 độ Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh trắng Kỹ thuật diễn xuất như thế có thể nói là đỉnh cao tiểu vương ở một bên âm thầm nể phục lão nhân tóc bạc ở đối diện kia cũng không nhịn được mà cười khổ đây quả thật là lão đã từng nghe đến vị truyền nhân của mao sơn lâm phong nổi danh lừng lẫy giang hồ là một người hung ác là cũng cực kỳ khó đối phó hung ác đến mức độ nào thì cũng chưa nghe cụ thể nhưng bây giờ cũng biết khó đối phó cực kỳ đặc biệt là ở khoản da mặt dày. Vừa thấy danh mục quà tặng kia, liền lập tức thay đổi nói đến tình cảm huynh huynh đệ đệ, đúng thật là choáng váng. Lão đầu tử kinh ngạc. Mình tu luyện là Hạo Nhân Chính Khí, cũng đã được coi là một đạo pháp thần thông, không nghĩ tới là Hạo Nhân Chính Khí tỏa ra trước mặt của một người, vậy mà cũng không có tác dụng. Quả nhiên là Mao Sơn không tầm thường đám tiểu tử trong gia tộc nhà mình cũng không thể nào tu luyện được như thiên kiêu trẻ tuổi này của Mao Sơn. Rất nhanh Lâm Phong nhận lấy danh mục quà tặng. Sau đó nhìn hơn một trăm cỗ thi thể được đặt trong quan tài kéo dài ở trên phố. Hay, chuyện này rất khó nói đó. Nguyên bản ta còn đang định tụng kinh siêu độ cho vị huynh đảo đã chết, bây giờ thì tốt rồi toàn bộ gia tộc chi nhánh của hắn tìm đến đây trong lòng của ta thật áy náy trong lúc nhất thời cảm thấy rất nặng nề lâm phong vừa nói sắc mặt trầm xuống trong hốc mắt mơ hồ còn có nước mắt ẩn ẩn một tay đặt lên ngực của mình giống như là người đang thương tâm lúc này tiểu vương cũng rất biết điều đỡ lấy lâm phong chỉ sợ là chủ nhân nhà mình đau thương quá độ mà sẽ ngất xỉu đi à, chủ nhân à, thật sự là Ê, lão đầu à ta xin lỗi chủ nhân nhà ta là đang rất đau lòng vì thương người đó Ê, cần gì chỉ cần vàng bạc bồi tội là được rồi cần gì phải giết đến cả trăm mạng người để trả nợ như thế một lần nữa lâm phong cũng híp mắt gật đầu thầm ưng thuận tiểu vương suýt nữa trong bụng bật cười ta đã đáp ứng với đạo huynh à, muốn giữ lại cho hắn toàn thay còn cây thước này là di vật của hắn còn lại. Ta cũng là vì nể tinh thần của hắn. Cho nên mới cầm mà thôi. Bây giờ coi như gặp lại. Ta xin trả lại cho lọt đạo huynh. Đây cũng là muốn thể hiện tình cảm chân thành huynh đệ đó. Lâm Phong nói làm cho lão già tóc bạc kia choáng váng. Còn mẹ nó. Tên này thật sự là biết diễn mà. Thế nhưng khi lão vừa đưa tay muốn đỡ lấy cây thước, thì Lâm Phong lại nhướng mày. À, còn nữa, à, số vàng bạc này, coi <laughs> như ta này mặt đạo huynh nhận để trả lại cây thước, nhưng còn cái vận mệnh luân bản, cụ thể mà nói là phải thêm tiền đấy. Một kiện bán thánh văn bảo, à, sợ rằng cộng với vàng bạc này là còn chưa đủ. Nghe đến đây, lão giả tóc bạc kia choáng váng cạn lời. Người đó là không biết xấu hổ, người là đồ khốn kiếp. Câu trước vừa nói đến huynh huynh đệ đệ, bây giờ lại thành ra thế này. Thế nhưng, lão vẫn phải cố nặn ra khuôn mặt tươi cười. à, <laughs> cái này, à, cái này, à, không nghĩ đến à, Lâm Tiên Sinh nể mặt như vậy. À, tất nhiên, tất nhiên. Sau một vài giây lúng túng, lão già nheo nheo mắt, treo lại nụ cười quen thuộc đã mất nhiều tiền như vậy thì bây giờ có lẽ mất thêm một chút tiền nữa cũng không sao gia tộc của lão làm được lão có thể nghiến răng chịu được lão lại lấy ra một tờ giấy ở bên trên lại là một danh mục rất dài đưa vào trong tay của lâm phong lâm phong liếc mắt con mắt trở thành màu vàng lập lòe lý trí của hắn nói cho hắn biết như thế đã là cực hạn nếu không mình cứ tiếp tục tham lam sợ rằng kết quả sẽ không tốt Lâm Phong rất tự tin, đem danh một quả tặng nhét vào trong ống tay áo, sau đó cúi cúi dưới gót giày của mình, bẻ lên một tấm ván gỗ. ở trong đó còn tỏa ra nhiệt lượng. Lâm Phong giơ cây thuốc và cả vận mệnh luân bản ở dưới tấm ván gỗ đến, lão già tóc bạc vừa nhìn thì khiếp sợ. Ây... <laughs> Thời điểm ta thấy thứ này. Thấy màu nó đen xì xì giống như là rớt xuống hố phân đó. Ta dùng cách gì đó cũng không thể nào mà chữa trị được cho nó. Vừa vặn ta ngứa ngứa chân ấn ấn xuống thì lại cảm thấy là lo rất hợp với lực đạo của ta. Có lẽ là vì cân bằng trọng lượng. Sức ép đang làm cho nó từ từ lên lại. Cho nên <laughs> ta để tạm ở đó. Người yên tâm, bản tọa thân thể rất thanh, thanh tịnh. Toàn thân là rất hợp với vật này, chữa trị nó rất tốt đó." Lâm Phong lắc lắc nói, đưa cho lão già để cho lão già kiểm tra. Lão già nhìn thấy bảo vật tổ truyền của gia tộc để lại, trong lòng rất hạnh phúc, thế nhưng cũng vì hành động của Lâm Phong kia mà làm cho choáng váng. Mẹ nó, thật là mẹ nó chứ hư. Lão già tóc bạc cảm giác như muốn khóc, bảo vật tổ tiên gia đình gia tộc mình truyền lại là bị người ta nhét vào trong gót giày. Hai mắt lão đỏ rưng rưng, thậm chí là muốn thổ ra huyết. Lão cầm bảo vật tổ truyền, mà quỳ xuống trên mặt đất mếu máu. Ây à, tiền tổ thánh nhân, con cháu đã làm người mất mặt, con cháu bất hiếu à. Mồm vừa nói, hai tay vừa dơ cao, cây thước và vận mệnh luân bàn cúi lại thật sâu nhìn lão già đứng trước cửa nhà mình khóc oa oa nước mắt nước mũi tèm nhem như vậy lâm phong cũng không có bất kỳ lời xin lỗi nào nào ngược lại lại bật cười ai bảo các người lại đến gây chuyện với ta còn mẹ nhà các ngươi như vậy là cũng đáng lắm mất tiền mất mặt là còn may chứ còn hơn là mất cái mạng ở một bên Nhìn chủ nhân của mình cao hứng Mang đồ về buồn Tiểu vương không nhịn được Mà thầm cảm thương cho lão già tóc bạc Loại người Là tâm địa sâu như biển Như chủ nhân Lão già tóc bạc kia mặc dù là lăn lộn lão giang hồ đấy Nhưng cũng làm sao mà chống nổi Đúng là ác độc Nhưng bất quá ta thích <laughs> Chủ nhân của mình Uy phong càng lớn Thì anh đây sẽ càng sống một đời vui vẻ Là một người hộ pháp của Mao Sơn Anh đây thời gian tiêu diêu tự tại sẽ càng lâu hơn Một bên Nhìn người đến người đi Mang đồ vật qua cửa sau Khiêng vào trong hậu viện Một bên nhìn thấy lão già tóc bạc Vẫn đang mếu máu Tiểu vương lại càng thêm vui vẻ Liền bốc lên một nấm hạt dưa Kéo một cái ghế gỗ Ngồi đó thong rong mà cắn Cười hít cả mắt lâm phong bấy giờ mới đi vào trong bếp muốn rửa mặt một chút ngay khi hắn đang vớt vớt nước hất lên thì trong đầu đột nhiên có một luồng linh quang xẹt qua một cái bong bóng nước lập lòe phiêu tán trong không khí bong bóng nước vỡ tan nước bắn lên trên tấm gương lấm tấm trên tấm gương hiện lên khuôn mặt của cửu thúc thời điểm vừa nhìn thấy lâm phong cửu thúc đã nở nụ cười nhìn thấy danh mục quà tặng Lâm Phong đang cầm ở trong tay, nụ cười ấy lại càng ngoác ra. <laughs> Tiểu tử, hơn nửa năm không gặp, không nghĩ tới, ngươi lại phát tài, làm cho vi sư là hết sức vui mừng đó. <laughs> Cầu thúc vừa nói, vừa gãi gãi đầu mình, vặn vặn, xương cốt kêu lên răng rắc. Nhìn lão như vậy, trông có vẻ cũng không giống như là đến chúc mừng lâm phong nghe được lời cầu thúc nói lâm phong cả kinh còn mẹ nữa chứ à, đúng là đi ra ngoài nửa năm nay đã không có gửi tin tức gì về cho sư phụ thấy ngón tay của lão vặn lên răng rắc lâm phong có cảm giác như là hai chân mình muốn run rạch từ nhỏ đến lớn đã nhận vô số giáo huấn của cầu thúc lại nói một vấn đề quan trọng đó chính là mình không đánh lại sư phụ mình. Nhất mạch đơn truyền, từ bé đến lớn, tiểu hiếu, đại hiếu, mình đều phải làm đủ. Cầu thúc, luôn luôn là lấy lắm đấm mà gõ đầu mình, đều ấy làm cho Lâm Phong, mặc dù tu luyện đến chân nhân của Mao Sơn, cũng rất phiền muộn. Cũng may, đây chỉ là một hư ảnh phân thân của cầu thúc đến đây. Ngay khi Lâm Phong còn đang choáng váng, thì lại có tiếng cười bên cạnh vang lên. À, hai sư đồ các ngươi đừng có lằng nhằng ở đây nữa. Ngươi cũng vậy đó, Hừm, lại đi chấp nhận với một đứa bé. Ngươi không nhìn xem, người lớn như thế nào sao? Một người mặc đạo bào, trên đầu đội mũ miệng trong tay cầm phất trần xuất hiện ở trước mặt của Lâm Phong. Lâm Phong vừa nhìn thì choáng váng. Này, đây là Giá Cô. giá cô tại sao lại ăn mặc như thế này mà mà tại sao giọng nói của giá cô Lâm phòng lắp bắp ờ à, à, sư nương đến bây giờ giá cô mới nhẹ nhàng bỏ cái mũ xuống buông phất trần thì ra vừa rồi là giá cô đang cùng với cửu thúc tập một đoạn hí khúc tiểu phong sự tình xảy ra với ngươi chúng ta đều biết ngươi lập công lớn cho mao sơn chúng ta đã sớm ghi trong lòng. Tại đại hội 15 tháng 8 này, để cho sư phụ ngươi mang theo ngươi đến Mao Sơn Tổng Đàn gặp sư tổ. Đây cũng chính là do sư tổ ngươi chỉ đích danh. Thậm chí, có thể chính là lần này sẽ truyền nội tình của Mao Sơn cho ngươi. Nếu như ngươi không có chuyện gì đặc biệt, thì về đi. Vừa vặn là 15 tháng 8 cũng sắp đến. Sư phụ của ngươi nhìn mặt ngoài thì đàng hoàng, Kỳ thực cũng rất lo lắng cho người đó Chỉ là lão không có nói ra thôi Lão đây là nhớ nhung người lắm Mới truyền tin đến Sau khi nói xong Lâm Phong mơ hồ còn nghe có tiếng lầm bầm Ở bên kia tấm gương Bất quá nhìn sự thân mật của hai ông bà Lâm Phong biết Ít nhất là cuộc sống của sư phụ và giá cô Bây giờ vẫn đang ổn Chỉ đơn giản Nhìn vào việc hai người ban ngày rảnh rỗi không có việc gì lại còn bày trò hát hí khúc diễn kịch cũng đã đủ thấy có lẽ đây là thời gian hạnh phúc nhất của cửu thúc Lâm Phong suy nghĩ một chút rồi nói Tất nhiên là đại hội 15 tháng 8 Con nhất định sẽ về Sư phụ, người yên tâm Con sẽ mau chóng về thôi Ngược lại <laughs> Cuộc sống ở đây cũng rất vất vả mà Con nhớ nhà lắm đó chương 270 Mùa lễ vật Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện Với sư phụ và sư nương Lâm Phong mỉm cười Nó giống như là gọi điện thoại video Ở thời hiện đại tiền kiếp Nhưng Cũng đến lúc hai ông bà già lại hú hí với nhau Mình cũng không muốn ở đây Để mà ăn cẩu lương Lâm Phong khóe mắt lóe lên một vòng suy tư Gãi gãi cầm mình Đại hội lần này là sư phụ muốn mang theo ta đi chẳng lẽ lão đầu tử đã cảm thấy đã đến lúc nhường chức chẳng lẽ nói danh tiếng tiểu chân nhân của mao sơn bây giờ đã phải thay đổi trở thành gọi là đại chân nhân dự bị trưởng giáo của mao sơn trong lòng suy nghĩ lâm phong liền gạt đi ý nghĩ này dù sao nói thật lòng sư thúc tổ nhà mình là đương đại trưởng giáo của mao sơn nghe nói gừng càng già càng cay. Ở độ tuổi tráng niên, đoán chừng cũng chưa chắc đã nhượng chức. Huống trì Lâm Phong đã từng nghe qua. Sư thúc tổ này là người trưởng giáo có tu vi cao nhất trong mấy đời Mao Sơn trưởng giáo gần đây. Từ một ví dụ cụ thể đã có thể thấy Lâm Phong biết được một bí mật. Người đứng đầu trong các trưởng giáo của đạo môn bây giờ không ai khác chính là vị trưởng giáo của Mao Sơn, tức là sư thúc tổ nhà mình. Lâm Phong nghĩ ngược nghĩ xuôi, bỗng nhiên lại suy nghĩ đến trương tâm giác. Mặc dù nói gia hỏa trương tâm giác không phải lúc nào cũng thông minh, bị mình chơi nhiều vố như vậy, nhưng dù sao y cũng là tiểu thiên sư của Long Hồ Sơn, danh tiếng tiểu thiên sư thì chẳng phải là sớm muộn gì cũng sẽ lên làm người cầm đầu của thiên sư phủ cha của hắn chính là đại thiên sư đợi đến khi lão cha của hắn lôi hắn chẳng phải trực tiếp lên kế vị hay sao hay Ai... so ra lúc đó địa vị của hắn cũng ngang với mình là tiểu chân nhân lên đại chân nhân lâm phong cũng rất tò mò về lễ hội mười lăm tháng tám lần này nghĩ hắn ngang dọc tu tu hành đi lăn lộn khắp nơi có thể nói là cũng đã học được rất nhiều thứ đây cũng chính là điều mà các vị trưởng bối của tông môn mong muốn lâm phòng liếc mắt nhìn xung quanh như là muốn tìm kiếm vài thứ vừa nhìn thì phát hiện ở trong phòng của mình cũng không có gì đáng giá trước đây mình tay không mà tới đây mặc dù bây giờ trong phòng đã có rất nhiều đồ vật tỉ dụ như cái ấm pha nước cái chén nước là thư họa cổ còn có bàn ghế các thứ nhưng vật này cũng không thể nào mà mang đi làm quà tặng lại nói những vật này có mang theo về thì cũng chẳng có giá trị gì liên tục suy nghĩ lâm phòng quyết định lần này mình sẽ mang về là bánh ngọt cậu thúc thích ăn bánh ngọt lão dù sao là lão đại sống từng đấy năm lão còn thiếu cái gì đâu mang một ít bánh ngọt về thể hiện tâm ý cũng được ngàn dặm mang lồng ngỗng quan trọng là nặng tình lâm phong phổi phổi tay đi ra ngoài nói với tiểu vương này tiểu vương người đây trông coi tiệm cẩn thận đó ta ra ngoài mua một chút bánh ngọt chuẩn bị một chút quà về nhà một chuyến thời gian không dài chỉ độ hai ba tháng các loại thư họa cổ ở trong nhà có thể bán thì tốt nhất là bán bán không được thì cứ coi như ở đó treo trưng bày vậy nghe chưa không cần phải lo lắng những gì khác cứ chiếu cố tiểu viện này của ta là được sau này ta dự định là sẽ sống lâu dài ở đây đó tuyệt đối đừng để đến lúc ta quay về phát hiện đến cái nhà cũng không còn lời của lâm phong nghe có chút bông đùa nhưng dù sao thời đại này cũng rất phức tạp chiến loạn lên men dặn dò một chút cũng không sai nói gì thì nói đây là ở trong một tòa thành lớn ở trung nguyên lại là một trong những tòa thành trung tâm Kẻ ngu nào mà dám đến đây đại khai sát giới làm loạn chứ à, chủ nhân à, lão đại người yên tâm hey, hey, tuyệt đối là ta sẽ trông nom nơi đây thật tốt <laughs> tuyệt đối là sẽ không sẽ để xảy ra sai sót tí nào đối với phương diện này tiểu vương cũng rất đối tự tin bản thân hắn là cương thi có ăn có uống hay không cũng không quan trọng chỉ cần nằm ở trong quan tài hấp thu âm khí và nguyệt hoa chi linh là đủ. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng không có tầm thường. Nếu như có kẻ nào dám đến đây gây chuyện, nhất định là sẽ bỏ lại cái mạng cho hắn. Chưa tay mấy tiểu vương, lâm phong lúc này khoác trường bào, chắp tay sau lưng, thong dong đi dạo trên phố. Khoản hãy nói, ý. con đường này cảm giác rất nhộn nhịp mứt hoa quả, bánh ngọt, đồ ăn vặt, dù che mưa, quần áo rực rỡ muôn màu. Đầu đầu cũng cảm thấy thật đã mắt. Đủ các loại hàng hóa người ta bày bán ở khắp nơi. Không chỉ có người phương Đông, mà còn có cả người phương Tây. Có thể nói nơi đây người đến, người đi vô cùng náo nhiệt, rất đổi phồn vinh. Đi loanh quanh hai vòng, cuối cùng Lâm Phong dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt. Hắn nheo nheo mắt, ngẩng lên nhìn biển hiệu là cửa hàng bánh ngọt lâm ký, à, là rất có duyên phận, à, cũng là họ lâm, ta đi vào xem một chút. Lâm Phong chắp tay sau đít Thòng dòng đưa chân bước vào cửa hàng Vừa bước vào trong Hắn theo thói quen bắt đầu quan sát Nội thất sắp xếp Toàn bộ cửa hàng lộ ra cổ kính Nhưng trong một số góc Còn thể hiện ra sự Tân kỳ tươi mới Trông cũng rất sinh động Trang trí như vậy Cũng không làm cho khách hàng cảm giác trầm muộn cổ xưa Lâm Phong ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm sau khi thấy người tới, lập tức có một người thanh niên trong quầy, có lẽ là tạp dịch trong cửa hàng này, tiến lên nghênh đón. Hơn nữa, ở bên trong cửa hàng còn có một tiểu cô nương ăn mặc vô cùng thời thượng đang chọn bánh. Khoan hãy nói, ở thời đại này mà mặc váy ngắn, trên đầu còn đội một cái mũ lông cừu, cảm giác làm cho cô gái này giống như hạc đứng giữa bầy gà. Ở tiên sinh, hoan nghênh đến với cửa hàng bánh ngọt lâm ký, trong tiệm của chúng ta có rất nhiều kiểu bánh ngọt thậm chí còn có những bánh ngọt đặc sản chỉ có riêng tiệm của chúng ta tới có à, tiên sinh ngài tới đây nhất định là sẽ không để cho ngài phật ý nhất định là sẽ vừa lòng tiểu nhị mời lâm phong đi vào bên trong vừa đi vừa giới thiệu các loại bánh ngọt nhìn xem ở trên quầy có rất nhiều bánh ngọt lâm phong cũng giật mình cửa hàng này có vẻ như đã truyền từ lâu đời bánh ngọt làm ra cũng rất thẩm mỹ phù hợp với thời đại trong hình thức cũng rất tươi mới tào nhã thậm chí có một vài bánh ngọt ở bên trên còn cắm những đồng tiền sô cô la có một số bánh ngọt còn làm theo kiểu phương tây viết lên những lời chúc có một số hiện lên những hoa hoa cỏ cỏ rất đẹp mắt kết quả còn chưa chờ lâm phong lựa chọn cô bé mặc váy kia thấy trưởng quỹ nói chuyện với lâm phong ngay lập tức kéo áo choàng của mình đi đến bên cạnh lâm phong lâm đại gia là ngài đã tới hay thật sự là lâm đại gia tới là tuyệt vời quá hạ nhân không hiểu chuyện là là do ta dạy dỗ chưa tốt âm thanh của trưởng quỹ hết sức khiêm tốn cũng rất cùng kính với lâm phong mở miệng một câu là lâm đại gia đây cũng là rất biết cách kinh doanh làm người lâm phong nhìn sang vị trưởng quỹ này hắn không biết vị trưởng quỹ nhưng vị trưởng quỹ lại biết lâm phong dù sao đều là kiếm ăn trên một con phố khẳng định là danh tiếng của hắn cũng lan rất xa ở trên con đường này lâm phong giống như là một địa đầu xả vậy mặc dù từ khi đến đây hắn cũng sống rất đỗi bình thường thế nhưng từ miệng của lão hồ lão trương lại thêm từ miệng của tên trương vương bát đản kia Danh tiếng của Lâm Phong quả thật lan đi rất xa. À, Lâm đại gia mời tới bên này. Đây chính là bảo bối. À, đã làm lên tên tuổi của tiệm chúng ta đó. Người bình thường chúng ta không có bán đâu. Lâm đại gia tới. Nhất định là sẽ làm cho Lâm đại gia hài lòng. À, tiểu nhị, nhanh lên. Mang các thứ đấy ra cho Lâm đại gia chọn một chút. Ông chủ vội vàng phất phất tay với tiểu nhị. Mở một cái hòm ở bên kia cửa hàng. Cái hòm này vừa mở ra liền ngửi thấy một mùi thơm thấm vào tận ruột gan trong đó có hương hoa hồng lại có mùi oải hương nhàn nhạt, nhạt rất nhiều hương vị trộn lẫn vào nhau không làm cho người ta cảm giác là nhiều mùi khó chịu mà lại làm cho người ta cảm giác tâm thần dễ dàng chấn động nhìn vị ông chủ cửa hàng bánh ngọt cẩn thận bê từng chiếc bánh lâm phong cũng phải công nhận gật đầu hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong đó còn có cả những dược liệu đại bổ. Có thể nói, đây không còn là bánh ngọt nữa, mà trong đó còn có cả những dược liệu tăng cường khí huyết. Vừa mới ngửi, Lâm Phong có thể đếm được, ít nhất trong đó có đến 8 loại dược liệu bồi bổ. Có thể nói chỉ đơn giản là một cái bánh cũng cực kỳ chân quý, chẳng trách là phải cất cẩn thận như vậy. Lâm Phong cũng cảm thấy ngoài dự liệu của mình, không ngờ tới cửa hàng bánh ngọt lâm ký lại còn có chiêu bài này nếu như vậy sau này có thể là mỗi một ngày mình đến đây ăn một chút bánh ngọt à được rồi lấy những thứ này đi đóng gói lại cho ta nhìn bánh ngọt ở trước mắt lâm phong nở một nụ cười tốt rồi đúng là ngủ gật gặp, gặp chiếu manh ta còn đang lo lắng không biết sẽ mua bánh gì để hợp khẩu vị của cầu thúc có như thế này thì không cần phải lựa chọn nữa Vừa là thuốc bổ Lại vừa ăn ngon miệng Lại theo phong cách hiện đại Cầu thúc khẳng định là sẽ không có từ chối Từ nhỏ đến lớn Cầu thúc là người có tư tưởng lạc hậu Sau khi thấy những thứ này Thì khẳng định là sẽ rất yêu thích Không nghĩ tới Lâm Trường Quý Lại còn có tay nghề này Loại bánh ngọt này tuyệt đối không có tầm thường Trong đó Phối trộn các loại dược liệu Hẳn là Trường Quý cũng là người trong nghề quả thực là kỹ nghệ cao siêu nghe xong lời của lâm phong trưởng quỹ hết sức cao hứng muốn nhảy dựng cả lên đây chính là cho người ta mặt mũi thật quá đỗi tuyệt vời à, lâm đại gia cảm ơn lâm đại gia đã khích lệ Ê, tiên tổ chúng ta trước đây đã từng là đầu bếp ở trong hoàng cung đối với việc chế tạo bánh ngọt là cực phẩm đó chẳng qua bây giờ thời đại là đã hỗn loạn thiên địa đang mạt pháp có nhiều nguyên liệu chúng ta cũng không thể tập trung đủ thậm chí là làm bánh còn chưa ngon được như trước đây đó nói đến đây trưởng quỹ có chút tiếc nối dù sao vất vả lắm mới có cơ hội vị lâm đại gia này đến đây cũng nên khoe khoang một chút ở bên kia cô gái ăn mặc kiểu tây dương có một chút không cao hứng biểu biểu môi nàng vừa đi học du học ở nước ngoài trở về. Muốn đi mua một chút bánh ngọt cho cha. Kết quả nghe được trưởng quỹ đang nói chuyện ở bên kia. Lại đem bánh ngọt đồ vip đặc sản bán cho người khác. Điều này thật sự là rất đáng giận. Đương nhiên nhìn Khương mặt trẻ tuổi anh Tuấn của Lâm Phong. Tiểu cô nương kia cũng có một chút thẹn thùng. Hơn nữa, nàng cũng hiếu kỳ vì sao người này vừa đến. Trưởng quỹ lại đem tất cả những hàng ngon nhất của tiệm bánh mang ra hơn nữa một câu lâm đại gia hai câu lâm đại gia khẳng định người này là cũng có chỗ dựa người được mùi thơm từ trong hộp bánh tản ra thoang thoảng xông vào mũi trong lòng của nàng cũng cảm thấy dạo rực xin lỗi ta quấy dày một chút ngài ở đây có nhiều bánh ngọt như thế có thể để lại cho ta một phần được không ta có thể trả thêm tiền đột nhiên bị quấy dày Lâm Phong cũng vẫn cứ giữ kiên nhẫn, quay đầu nhìn lại. Hắn vừa nhìn thì không ngờ, hóa ra lại gặp người quen là nàng. Chương 271. Watson. Cô gái ăn mặc Âu phục này da rẻ trắng nõn chẳng phải chính là cô nương nhậm đình đình khi cửu thúc bắt quỷ ở thôn kia hay sao hắn hít sâu một hơi đây chính là nhậm đình đình còn mẹ nó chứ mặc dù dáng dấp cũng rất đẹp mắt nhưng lâm phong không dám có ý tưởng hắn không dám động nhậm đình đình nheo nheo mắt nhìn vị sách soái ca trẻ tuổi đang sững sờ nhìn mình nếu như là người khác là những kẻ tướng mạo xấu xí nàng có thể cảm giác được là người ta đang xúc phạm nàng từ xưa tới nay nàng đi đến đâu cũng có rất nhiều người soi mói như vậy thế nhưng vị thanh niên đẹp trai ở trước mặt làm cho nàng có cảm giác một loại khí chàng rất khó hiểu nhìn xem lâm phong ánh mắt đang mông lung suy nghĩ nhậm đình đình lên tiếng chào tiên sinh có thể chia cho ta một phần được không một cái dương bánh như thế Đủ để cho nhiều người ăn Ta chỉ cần mua một chút là được rồi Nghe được âm thanh giòn tan của nàng Lâm Phong lấy lại tinh thần Khoản hãy nói hey, Ở trong tòa kiến trúc này Gặp tiểu cô nương xinh đẹp như vậy à, Ai yeah, ra thật sự là hấp dẫn mà Tiểu nhị đang hầu hạ ở bên kia Nhìn sang cũng có chút sững sờ Tiểu nhị còn trẻ Vừa nhìn thấy mỹ nữ Cảm giác là ngơ ngẩn cũng rất dễ hiểu hắn nhìn ngây người tuy nhiên ông chủ đã dặn tuyệt đối không được phép nhìn chằm chằm khách như thế hắn lại lập tức đánh ánh mắt đi chỗ khác hắn biết là loại người nhỏ nho như mình làm sao mà có thể với tới được chứ cho nên nhiệm vụ trước mắt quan trọng của hắn bây giờ chính là lấy lòng vị lâm đại gia này lão trưởng quỷ cũng biến sắc huých huých sang tiểu nhị Cốc đầu một cái. Người đó, ngươi nhìn cái gì? hai cái bóng đèn nhà ngươi cút ra ngoài cho ta. Đừng có mà nhìn chằm chằm như thế. Tiểu nhị ngây ngần, sau đó liền lầu bầu, đi về quầy ngồi. À, à, được rồi, à, Lâm đại gia, à, vị tiểu thư này, hai người cứ từ từ nói chuyện. Chứ cái này, à, cái này ta thật sự là, là cũng rất khó xử... À. Trưởng quỹ miệng nói Ánh mắt như đang thăm dò Lâm Phong May mắn Vị Lâm Đại gia này có vẻ cũng không phải là đồ háo sắc Cũng không phải hạng người ngang ngược Đứng trước vị tiểu cô nương ăn mặc Tây Dương Đùi trắng nõn như thế kia Cũng không đến nỗi tỏ ra thất thố Ở thời đại này Mạng người không có đáng tiền Muốn xem Người có đáng tiền hay không Thì phải xem người có bản lĩnh hay không Lão trưởng quỹ nghĩ đến đây trong lòng suy tư nghe được lời nhậm đình đình nói lâm phong hết sức tự nhiên liền thuận tay cầm lấy một cái giường lớn bánh ngọt à, tiểu thư nói đùa sao thú đồ tốt này là những thứ bánh ngọt đã được chế tạo đặc sắc chỉ có thể gặp chứ không thể cầu mặc dù chỗ giường bánh ngọt này nhiều nhưng mà cũng rất ngon miệng ai cũng thích Huống hồ những vật này là ta muốn mang về làm quà cho sư phụ. Ai, cái này làm sao có thể chia được? Nếu như tiểu thư muốn mua thì có thể đặt vấn đề với trưởng quỹ. Ta còn có việc không tiếp. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc còn dài. Sau này hữu duyên gặp lại, cáo từ. Lâm Phong nhanh chóng nói, sau đó ôm quyền với trưởng quỹ và nhậm đình đình, sách theo dương bánh ngọt thản nhiên đi. Hắn không hề có ý nghĩ muốn chia cho tiểu cô nương. Nhìn Lâm Phong đi xa, Nhậm Đình Đình có chút ngây người, trong lúc nhất thời nàng còn cảm thấy hoảng hốt. Dù sao với nhan sắc của nàng, đi đến bất kỳ đâu đàn ông cũng đều là cuốn theo. Chỉ hận là không thể đưa cho nàng những thứ tuyệt vời nhất. Ngẫu nhiên đụng phải một tên như thế, lại không thèm để nàng vào trong mắt, làm cho nàng trong lòng thật không thoải mái. Cuối cùng, Nhậm Đình Đình dậm chân này, này. Nàng quay lại nhìn thấy sắc mặt của ông chủ. Ông chủ, này. này. Còn thực có thứ này nữa không? Ta vừa đi du học từ xa trở về. Còn chưa kịp về nhà đó. Có thể làm nhanh lên một chút được không? Ở xa, Lâm Phong đang đi trong đầu suy nghĩ. À, ta nhớ được, ở Nhậm Gia Trấn. Là sau khi Nhậm Đình Đình trở về, đã mời cầu thúc đến xem Phong Thủy đúng rồi, tình tiết ở trong phim là như vậy. Nó không chừng lần này trở về, ta sẽ cùng với Cửu Thúc đến nhậm giả trấn đó, chắc chắn là sẽ còn gặp lại. Lâm Phong nghĩ, trong lòng không khỏi tấm tắc kỳ lạ, ai, có lẽ trong cõi vô minh đã có sắp xếp cả rồi, thật là thú vị. Lâm Phong chậm rãi rời khỏi thành. Lúc rời khỏi thành, rất đỗi bình thường, Hắn là muốn thuê xe. Hắn muốn đi về lần này thể hiện oai phong một chút. Tên tiểu tử triệu lại, tên vương bắt đàn triệu lại. Không biết đã giấu chiếc xe VIP ở đâu. Giá như mà có xe đó mà đi, thì chẳng phải là rất oai phong hay sao. Tên gia hỏa triệu lại tự hồ lại đang muốn trốn tránh mình. Không lẽ là có đồ tốt gì đang muốn xài một mình hay sao? Dù sao là một lão quỷ đã sống đến cả hàng ngàn hàng vạn năm. Ở địa phủ khẳng định là có rất nhiều chỗ tốt, nhiều chỗ thú vị. Chẳng trách, ta cảm thấy tên gia hỏa này tu vi càng ngày tăng càng nhanh, xem ra là còn giấu cái gì đó. À, phải nghĩ cách nào đó, đào ra mới được. Lâm Phong nghĩ đến triệu lại, gãi gãi cầm. Gia hỏa này lần đầu tiên xuất hiện, cùng với mình đi kiếm chắc không ít, nhất là long tùy kia. Nhất định không chỉ là có những thứ đó mà thời gian dài qua lâm phong vẫn không gặp triệu lại khẳng định là tên triệu vương bát đản này triệu vô lại vẫn còn đang đi kiếm chác. hắn giống như là con chuột vàng đi đến đâu là chỗ đấy có chỗ tốt đột nhiên lâm phong như nhớ ra cái gì à đúng rồi là con mèo của minh vương lần trước triệu vương bát đản dường như là đi bắt con mèo còn chưa có về hay chi bằng Càng nói, âm thanh của Lâm Phong càng nhỏ, ánh mắt nhìn ra xa xăm, tựa hồ có thể vượt qua không gian. Mà nhìn sang, giờ khắc này, triệu lại đang cao hứng, ngâm mình ở trong một bồn tắm nước nóng, đột nhiên hắt xì hơi lên tiếp. Triệu lại trong đầu ngây ngẩn. Ê, giữa ban ngày ban mặt hắt xì hơi, không lẽ có kẻ nào đang nhắc đến ta hay sao? Không thể nào. Ở hầm mộ này là dấu rất kỹ. À, hầm mộ của người Tây Dương xây toàn là bằng đá, làm sao có kẻ nào có thể nhìn được? Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào đang nhắc đến ta vậy? Xem ra ta phải đi kiếm chắc thêm bảo vật, mới được. Phải tìm một bảo vật nào đó có thể che giấu được cả thiên cơ, mới được. Trộm à, cha, cha. À, cha, cha. lại lẩm bẩm vài câu, sau đó liền đứng dậy mặc quần áo. Ở trong bồn nước xoẹt một cái hiện lên một chiếc bát quái kính có ánh sáng vàng lập lòe càng rửa càng sáng cảm giác được một cỗ sức mạnh này triệu lại liền mỉm cười sau đó cầm bát quái kính lau lau triệu lại không biết bây giờ hắn đang bị lâm phong lặng lẽ theo dõi nếu như sớm biết ở trên quần áo của mình đã có một mẩu giấy rất rất nhỏ dính ở đó triệu lại có lẽ sẽ rất tức giận hắn nhẹ nhàng vung tay một đạo ánh sáng rực rỡ một chiếc xe gắn máy xuất hiện trước mặt của lâm phong lâm phong nhẹ nhàng bấy giờ mới mỉm cười kỹ thuật cắt giấy của mình càng ngày càng hiện đại không bắt được triệu lại để mượn chiếc xe xịn kia của âm phủ thì thôi cưỡi chiếc xe máy này cũng tốt ngay sau đó hắn nhẹ nhàng vặn tay ga nhớ lại cách điều khiển xe máy ở thời hiện đại Toàn bộ chiếc xe máy biến thành một đạo tàn ảnh bay vụt đi, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Khắp nơi, cuốn lên bụi đất mù mịt. Thậm chí, có những lúc cao hứng, Lâm Phong còn bốc đầu chiếc xe lao vút đi. Chỉ trong thoáng chốc, đã đi xa được mấy chục dọc. Dọc đường đi nhanh như điện chớp. Chiếc xe máy Lâm Phong cắt giấy ra, giống chiếc xe thật như đúc thậm chí trên nhãn hiệu còn có khi rõ là đủ cà ti. Một chỗ khác biệt duy nhất là xe máy bình thường thì chạy bằng xăng, mà xe máy giấy của Lâm Phong chạy bằng pháp lực. Cho đến trưa, Lâm Phong lúc này đã cảm thấy mình cách nhận ra chấn còn chưa đầy trăm dặm. Vừa hay ở đây gặp một chấn nhỏ, xem độ sầm uất không thể so được với nhậm gia chấn thế nhưng cũng không kém bao nhiêu lâm phong muốn tìm một chỗ ăn cơm uống rượu nghỉ ngơi một chút bây giờ là mùa hè giữa trưa nắng gắt như vậy đi trên đường cũng rất mệt mỏi kết quả hắn tìm được từ lâu lên đi vào vừa mới bước vào cửa tiểu nhị đã đi ra đón ở khách quan là là nghỉ chân hay là ở trọ ở trong tiệm của ta vừa có một chút thịt rừng À, có thể làm một vài món tuyệt ngon đó Giữa trưa Lâm Phong nhìn tiểu nhị Đang muốn ngủ gật Vừa vặn mình cũng muốn nghỉ ngơi một chút Lên tung ra một đồng đại dương Cầm trưa không ăn Trước tiên dọn cho ta một căn phòng Ta nghỉ ngơi một chút Sau buổi trưa 5-6 giờ Mang đồ lên phòng cho ta Giới sự dẫn dắt nhiệt tình Của Lâm Phong Tiểu nhị đưa hắn lên trên lầu 2 Khi đi lên thang lầu liếc mắt nhìn vừa hay là nhìn thấy mấy người tóc vàng mắt xanh đang nhìn mình chằm chằm hai bên dường như ngoài muốn nhìn thấy nhau lâm phong đến thị trấn nhỏ này nguyên nhân rất đơn giản bởi vì thị trấn này gọi là nhậm gia trấn nhậm gia trấn này giống hệt nhậm gia trấn mà cửu thúc ở nhưng là một nhậm gia trấn khác suy nghĩ một chút lại nhìn lên mấy người tóc vàng mắt xanh kia ầy hey, đây là là watson thú vị rồi là thú vị rồi hết tập 41. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.